Alo. Alo, cô An, chào cô An ạ. Dạ. Tôi là khán giả ở tận miền Bắc cơ, tận giáp cửa khẩu Trung Quốc, tận Hà Giang cơ. Dạ. Tôi có một vài người gửi đến cô An chia sẻ nghe Mạnh Quỳnh. Dạ. Tôi chia sẻ đi rồi. Tôi thì tôi xem trên mạng nhiều, trước thì không mộ anh lắm. Xem Phi Nhung Mạnh Quỳnh xem biết luôn á, nhưng Dạ. mà từ Phi Nhung mất đến giờ tôi nghĩ tự hồn nào mấy con Dương Nghệ, cái con này nó chồng con nó có rồi nó có tốt đẹp gì đâu mà bỏ đàn già con như thế, tội nghiệp đấy. Thức ăn xem có những cái câu nào thì nó về làm mấy câu đấy, mất cái con có được khác đâu, tội thân mà trẻ con mồ côi quá, Dạ. nó mất mẹ rồi mồ côi quá, mà Mạnh Quỳnh này dạo này còn chả tốt đẹp gì đâu. Dạ. Tôi khán giả cũng đồng lòng chạy chạy đi mà để nó không về nước, đỡ 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 tối quá. Dạ. Mình Việt Nam mình giờ đây ca sĩ trẻ đây, ca sĩ giỏi mà, đi Trang đấy như rồi Hoa Như luôn chứ đừng có thầy ca sĩ giỏi mà làm như Đúng ao mà có thể để nó về đây thì đâm ra cáo lộn quá. Nó có cái câu đấy thì nó tách mà tách con ra, con Dương Huệ hát thì nói con đánh vui đấy, còn Yeah. đâu thì nó để cho các cháu ba đứa kia thì ba đứa Thiên Ngân rồi là Tuyết Dung rồi Quỳnh Trang đấy, Lôi với cả Trường Sang đấy thì có vẻ đẹp không, Yeah. thì ngày nó lại cài con ý vào đấy nữa, Yeah. cài con ý vào đấy đâm ra khán giả chẳng ai ủng hộ con, các con mấy các con thì nếu mà riêng cho các con ra thì khán giả ủng hộ nhiều lắm, Đúng rồi nhưng đó. mà tự thân nếu mà có tôi ở ngoài này thế, nhưng mà cũng có dịp đợt mà tôi vào đấy chơi nhiều mấy em tuổi trong đấy cũng đi xem nhiều lần, nhưng mà từ lúc trước thì không còn sống cơ, đến giờ Dạ. thì chết rồi thì mấy năm nay là chưa vào lần Dạ. nào. Thì vừa rồi cũng định là vào là giận cái dịp mà lễ tiệc tường đấy, nhưng Dạ. hôm nào lại có việc bận không đi được, không có đi đem nó có đi là chơi. Năm nay tôi ở ngoài này là tôi cũng gần bệnh từ đầu rồi, thì Dạ, tôi đúng nghe rồi. À, mấy cô mà là khán giả fan của Phi Nhung Mạnh Quỳnh là mấy cô cũng phải lớn tuổi à. Dạ. vâng, tôi năm nay 6 tháng rồi, bệnh 6 tháng rồi chứ có ít tuổi gì đâu, thế nhưng mà Dạ. nghe Mạnh Quỳnh thì này nó như thế là thương Phi Nhung lắm, tội nghiệp người lúc nào con người đấy là gọi là vĩ đại, Việt Nam vĩ đại về Phi Nhung, người quá vừa tài sắc vẹn toàn mà bây giờ để nhìn đứa con nó chả may dịch nó tập thế thì chị cũng chủ quan thôi, thuốc thang chẳng tiêm đến được mình tiêm lại nhờ cho người khác tiêm, thế Dạ. đâm ra không được muốn tiêm nào cho nên nó mới lại đâm ra lặng, thì đâm ra tội nghiệp các cháu quá. Đây là đấy để thằng Quỳnh này nó cũng về cái tôi rồi đấy, về thì vừa rồi thì nó về hát như này mà nó chủ yếu là chỉ để nuôi con kia, gặp gỡ con kia thôi, Hồi tháng 10 nhưng nha, mà bữa nó nay có ít show mà không có đàn gà con là cũng không có gặp đàn gà con luôn. Dạ. đấy không gặp được tháng mấy vừa rồi đấy, tháng 8 tháng Dạ, 10 tháng đấy, 10. tháng 10 đấy mấy câu đấy mà có đàn gà con đâu, tội nghiệp thì nó cũng vẫn nhát tô nhưng mà tội nghiệp các cháu quá đấy. Hát tô thì một là nó này lại mua điện thoại cho con thì nó làm gì, con nó nhận tin nhung mà trên năm gọi là làm gì thôi, Đúng rồi, tại hai thầy thì trò đi đến cửa hàng mà có hai chỉ có thầy trò đi cửa hàng xong rồi ký rồi điện thoại, mua điện thoại cho nó mới ký như thế vậy, chứ làm sao mà để nó ký đấy, rồi đeo vòng tay chung rồi đủ cách thức rồi. Khán giả tôi cứ chán lắm, mình chán bao nhiêu thì lại thương Phi Nhung, thì bây giờ lại thương người con đó, con cô khổ quá tội nghiệp, để các cháu nó cũng không để đói biết gì đâu mà nó tội nghiệp quá, nghĩ rằng mẹ bắt tôi nhận thằng 30 đấy thì bây giờ nó có làm gì đâu. Chính chất hát mới thì mở toàn cái bài hát ra cho con tôi nguyện chứ có phải cho các con mình đâu Đúng rồi, mình hát mới đó. Dạ. đấy. Thế mà thương các cháu làm chính vậy không, cho mình thế thôi, ai thế thôi, con mình cứ thương ta cứ giữ cho các cháu nó mồ côi đấy. Thế mà lúc nào nó cũng luyến tiếc nghe nó nói nghe đẹp thương thương lắm đấy, thì nó thì kia đủ kiểu đấy, đang tàn đám tang đấy, đám tang cái dung khen đấy,
nó lên ấy thì nó nói rồi khổ nên nó gọi thế kia xong nó nghe như thế gì là con à, chú không bảo vệ được mẹ con thì thế nào thế kia cũng kiểu ô nghe vậy thì là thương hoài lắm nhưng mà tôi đã hiện đại ngôi ngôi đấy mà tự nhiên đấy mà về thì này nó về ba cô ngày mai là nó hát ở Hà Nội ấy. Dạ đúng rồi, à, Xuân phát tài cơ, ngày 13 đó. Dạ. Mà à, đấy, cái con Thánh Bùi đấy thì được cho một câu nhiên con Thánh Bùi này con Dương Huệ vào với nó rồi đấy. Dạ. Thì các con đây nó một câu, thì nó cho Trần Kỳ các con có nó lên về 4 câu, một hai câu ở tuổi 2 câu Sài Gòn mà cho Trần Kỳ các con có một câu. Giá ra nếu mà các con không được hát thì Xuân phát tài mà à, ngày mai ở đầu đấy. Dạ. Hát hôm 14 cũng được thì là các khán giả còn thương các con không cho con Dương Huệ còn thương các con thế nhưng mà có cho các con già đã tập trận thì các con được có một câu mà các con kiếm đồng tiền bát gạo năm nay nó khó khăn lắm những tiền bát gạo này khó mà lại đến thương các con chúng tôi được sai rất thương bởi vì nghe cái lời chia sẻ của các bác phải thương các cháu lắm chứ phải không giờ một thằng cũng mồ côi như thế mẹ trời tội nghiệp lắm người không đấy là kể thực tế thì mẹ cũng thất nó không về đang ngày không về đội đầu nó về thì con Dương Huệ nằm ngủ ở chùa dạ đúng rồi ngủ ở chùa Bát Lạc xong đúng rồi đến dỗ vừa rồi là cắt tang này dỗ 25 đấy làm to lên vị thế mà cả những 2 tháng 9 và 1 tháng 9 là toàn nước thì thế mà nó cũng ngày không về một cái câu ở Trần Vĩnh thì nó đáng bao tiền đối với nó đâu mà nghĩa tình gì chi kỷ nó một là nghĩa tình chi kỷ lúc nào nó bộc nghĩa tình chi kỷ dạ đấy ông các bác ở trong thì các bác cứ tìm xem đấy tôi gửi về mấy lời bác đấy để thánh phụ cho anh thật thế này nghe là một ra là thương các bạn dạ đúng rồi. Vậy là cái câu ngày 18 là cũng có nhiều cô lên tiếng lắm đó cô. Dạ. Đấy. Đấy, ba anh xem bao nhiêu cô, 4 cô thì cho các con để 2 cô. Còn một cô có thành phần thì nói đi. Đúng rồi. Một cô phát động thì đâu thành vệ sĩ rồi lâm danh hài thì các danh hài nổi tiếng thì để có các danh hài đi. Còn đâu thì các cháu hát ngày hôm sau đi đánh với nàng người. Dạ. Đấy, thì còn đấy là nó có cái dạ thì này nói chung là đợt này anh về là 4 xô thì đàn gà con chỉ có được cái xô ngày 18 tháng 1 à xô này à, xô này lại kèm với hai học trò Trường Sang và Dương Huệ mà bây giờ đặt cái tên mới là Hoàng Tâm Anh Hoàng Tâm Anh được không chính xác Hoàng Tâm Anh kể cả những cái bài hát ở trong dạ rồi nó cải tiến Hoàng Tâm Anh ấy dạ con đổi nghệ danh từ từ đó con từ từ mốt là sẽ sang là Hoàng Tâm Anh rồi mà nói đi người ta đi tận nhịp mạch mà khán giả trong đấy mà có xem tôi nghĩ gửi trở lại là các con thì hát thì các con hát thì cổ vũ cho các con dạ các cháu hồ hôi còn đâu đến sự kiện của nó đuổi mẹ là được cho nó dục dạ đã một lần được nó xuống rồi, lần này đuổi nó xuống lần nữa. Cho nó lúc đấy các bạn chỉ cứ tự ta, nó chửi cả nhà nhiều lắm. Dạ. Còn làm thơ thì chỉ cả nhà. Đúng rồi, làm thơ nhiều lắm cơ. À. Chửi lắm, toàn làm thơ, toàn ngành tay làm thơ là nó chỉ cả nhà những câu. Anh nghe là hay lắm, người làm gì đó lắm. Dạ. Đấy, khán giả trong ý đây tôi cứ gửi bác vài lời như thế. Khán giả thì cái tình mục đó thì tay mẹ được mẹ xuống nên là nó thành này nó nặng thế nào đấy ăn dần làm gì để ở nhau chứ con đi kể cả bố lo cái chứ tôi vừa mới ăn tháng 7 đấy chúng tôi thử tại Hà Giang xa lắm yeah. Tôi mới ăn tháng 7 đấy về đeo vòng tay thằng bố nó chả nên tặng cái gì để đấy đấy diễn tôi mới ăn tháng 7 đấy đi tặng nó lên đấy dạ yeah, cho 5 năm à, kỷ niệm xin làm ảnh sau đêm dạ năm 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 kỷ niệm đấy đấy khi làm ảnh sau đêm sao gì nó dạ con này không thể chấp nhận được tôi nên được để thử cho nó làm để làm cho nó mạnh mạnh
Mà nghĩ là ảnh cũng đang quyết tâm bảo vệ học trò cưng nữa cơ. Cái bài thơ mà ảnh chúc Tết á, cái bài đó lại nói về ai mãi hẹp hòi mãi sân si, học dùng ba chữ sống từ bi, yêu thương không được đừng ghét giận, cuộc sống vô thường biết được đâu. Cái đó giờ khán giả không nói nhiều lắm anh cô. Đấy, nó lên nó chịu lên thơ tình thật là nhiều lắm mà thương đấy, mới có khi nó cố tình nó bảo lãnh con này sang trung tâm thứ Nga mà điện là trung tâm thứ Nga rồi bảo trung tâm thứ Nga cho là bà cái đấy nó cũng vào là gì trung tâm thì mà phi nhung chính là cả một cuộc đời phi nhung đấy cô bạn nhân làm cuộc đời chính là nó biết cạnh cũng như phi nhung mà nó nhìn bạn giàu có như thế cũng như phi nhung cả một đời người dành cho nó đấy Yeah. con của nó nhau nó đi thấy vợ đấy con cái thế nhưng mà phi nhung này vẫn hết lòng là được giữ hạnh phúc của nó nhà nó thế mà bây giờ giận mặt thế đó người ăn đó không có đạo đức không có một thứ tâm tình nào Dạ. vâng ạ chúng tôi nha chào cô Nga nha Rồi, chào cô nha. Rồi, cảm ơn cô đã chia vâng sẻ cho cô. Rồi, rồi, cảm vâng ơn chào cô. cô Nga Dạ, nha cô nha chào Cuối video, Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả. Chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang, hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc. Có giá là 500.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hút trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.